Tổng thống François Hollande tới Do Thái tin từ Jerusalem. Trong lúc bắt đầu chuyển viếng thăm Do Thái trong thời gian 3 ngày, Tổng thống François Hollande nói rằng Pháp chống lại nhắc bỏ mọi sự cấm vận đối với Iran cho tới khi nước này chứng tỏ rõ rệt chương trình nguyên tử không có mục đích chế tạo võ khí nguyên tử. Hứa hẹn giúp Thủ tướng Benjamin Netanyahu vận động các cường quốc cứng rắn hơn trong lúc đàm phán với Iran ở Geneva. Sau chuyến viếng thăm của Tổng thống Holland, Thủ tướng Netanyahu đã đi Nga và đi vào, vào ngày thứ tư để gặp Tổng thống Vladimir Putin và trở về nước để gặp Ngoại trưởng John Kerry vào ngày thứ sáu. Thủ tướng Netanyahu chống đối đề nghị sẽ thảo luận trong vòng đàm phán lần thứ ba giữa Lục Cường và Iran ở Geneva từ ngày 20 tới ngày 23 tháng này. Theo đề nghị, Iran sẽ ngưng một phần trong chương trình nguyên tử, đổi lại Tây Phương sẽ bãi bỏ một phần trong chính sách cấm vận. Thủ tướng Netanyahu nói rằng phải giữ nguyên các biện pháp cấm vận cứng rắn cho tới khi nào Iran phá bỏ hoàn toàn chương trình làm giàu uranium. Vấn đề nguyên tử Iran là nghị trình hàng đầu trong chuyến viếng thăm do thái của Tổng thống Pháp